Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Với tiêu chí kinh doanh phục sự để dẫn đầu, shop xe đạp thể thao vip.com đang là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán rất nhiều thương hiệu xe và liên tục nhập những thương hiệu mới, những dòng xe mới về để càng ngày đa dạng về mẫu mã cũng như là chất lượng. Và bạn đến với shop sẽ có nhiều sự lựa chọn để tìm và mua cho mình chiếc xe đạp phù hợp với giá thành mềm nhất, êm nhất và mua rất đơn giản và dễ dàng mua xe đạp online. Và trong video này thì shop giới thiệu tới bạn sản phẩm mới shop đã nhập về đủ màu. Và đây là những chiếc xe đạp đua của hãng VVT, model VVT Line. Và với xe đua VVT thì hiện đang có 4 màu, có màu đen đỏ, màu đen cam, màu đen xanh và màu đen xanh lá. Và từng màu sắc thì shop cũng sẽ review chi tiết cận cảnh để bạn thích màu nào, bạn xem chi tiết được chiếc xe đạp màu đó, bạn mua rất là dễ dàng và thuận lợi, thuận tiện. Và trong video này thì shop sẽ giới thiệu chi tiết tới bạn cấu hình của chiếc xe đạp VVT là màu đen cam. Mời bạn xem luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp đua VVT màu đen cam sẽ rất đẹp, giá rất mềm. Để biết giá chi tiết thời điểm hiện tại của chiếc xe đạp đua VVT này, hãy liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại hotline 098331 5936 để nhận báo giá cũng như là hình ảnh cấu hình chi tiết. Và sau đây shop sẽ đi chi tiết luôn. Xe với cấu hình khung thép càng thép, thép cường lực. Và chiếc khung này đang có size là 47 tính theo xe cọc, xe ngang vừa tầm 52-53cm nhé. Xe được thiết kế với khung thép rất là chắc chắn, các đường nét của khung làm rất đẹp, sườn tĩnh điện tem nước rất bền màu. Đây là chiếc màu đen cam, phuộc bằng thép cường lực, đang được lắp một cặp vành bánh rất là gấu với vành nhôm hai lớp, chiều cao của vành lên tới 4cm và được trang bị một cặp lốp thương hiệu CT rất là tốt. Thông số là 700 x 28C, một cặp lốp của xe đua. Lan hoa bằng thép, Mayer thì sử dụng Mayer đùm của hãng Anta, của hãng Tonghi. Đây là hệ thống phanh cơ. Và điểm đặc biệt ở chiếc xe đạp đua VVT này thì được trang bị hệ thống phanh có tay phanh phụ trên tay lái, rất thuận tiện cho người dùng luôn. Rất thuận tiện cho người dùng khi có hệ thống phanh phụ này thì các vị trí cầm tay lái khác nhau thì dễ dàng kiểm soát được tốc độ qua hệ thống phanh này. Đây là phanh chính, phanh bằng nhôm, yên mút bọc da mềm, yên mút bọc da mềm. Rồi tiếp theo chiếc VVT này thì được trang bị bộ truyền động Shimano với tay đề số Shimano A050, với điều khiển 7 lít và 3 đĩa. Xe này có 21 tốc độ, bộ đùi đĩa bằng thép có chắn đĩa, cốt giữa thì là cốt vuông, chạy đi bằng đạn rất trơn và trớn, rất chính xác ổn định, sử dụng được đạn. Gạt đĩa Shimano Touray TZ, gạt lip Shimano sử dụng 7 lip và 3 đĩa, tức là xe này sẽ có 21 tốc độ. Xích sử dụng xích Nagra. Đây là màu đen cam, xe rất đẹp, màu phối sơn cực kỳ đẳng cấp luôn và giá rất là êm và mềm khi đến với shop xe đạp thể thao vip.com mua xe đạp online. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại hotline hoặc để lại comment bên dưới video này. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com. Vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày, shop luôn đăng tải cập nhật những sản phẩm mới, những sản phẩm chất lượng và giá cực tốt trên thị trường. Và qua những video này thì bạn sẽ tìm và mua cho xe đạp như ý, bởi vì có rất nhiều khách hàng đã đến với shop không những mua cho mình và mua những chiếc xe đạp tiếp theo cho người thân, giới thiệu cho bạn bè rất rất nhiều luôn. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.